Xin chào cả nhà, Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong một cái video ở một cái khung cảnh ngoài trời. Các bạn thấy đây là gì? Đây là hoa chung vàng, là nơi Meta đang sống. Có khoảng 200 cây hoa chung vàng nó đợi đây, một hàng kia, một hàng và đây hai hàng hoa chung vàng. Rất là đẹp. Đây là chỉ là mùa nở đỏ, những cái tháng ngày nở đầu tiên. Một tuần nữa, hai tuần nữa thì nó sẽ vàng rực luôn, ngay cái khung viên chỗ này nhuộm vàng luôn. Đó, rất là tuyệt. Và mình sẽ muốn chia sẻ cái khoảnh khắc đẹp đó cho cả nhà nhìn thấy ha. Video hôm nay Meta chỉ chia sẻ với cả nhà làm sao để biết cả nhà khỏe. Khi đợt trước Meta livestream á, Meta hỏi cả nhà là: các bạn ơi, các bạn khỏe không? Các bạn trả lời là khỏe, nhưng khỏe là khỏe thế nào? Có nghĩa là khỏe phải định lượng cụ thể rõ ràng. Trong cái vấn đề hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các bạn ở xa thì Meta luôn đặt cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn phải thực hiện mỗi ngày để liệu rằng là các bạn biết mình đã khỏe hay không khỏe. Khi mà các bạn ốm thì Meta biết rồi là các bạn rất là mệt mỏi, tất cả cơ thể trong tất cả các cơ quan trong cơ thể, tất cả các bộ phận trong cơ thể lúc nào nó cũng chống đối lại những cái việc làm. Ví dụ chỉ có muốn nằm hoặc ngồi im tại chỗ, hay là chỉ muốn lắng nghe những âm thanh cực kỳ im lặng và cũng thấy rất là bực bội với những người xung quanh. Nhưng mà các bạn nếu các bạn cứ chiều chuộng bản thân, chiều chuộng những cái lúc mệt mỏi như thế thì cũng các bạn rất là khó để các bạn có thể vượt qua được bệnh. Vậy thì để làm thế nào? Hãy hỏi bản thân những câu hỏi sau đây. Hỏi thứ nhất, tệ nhất, hãy ngồi được không? Nếu ngồi được thì hãy ngồi thay vì nằm. Đứng được không? Hãy đứng được thì hãy đứng thay vì ngồi. Bước đi được không? Bước đi được, hãy bước đi thay vì chỉ đứng một chỗ. Chạy được không? Chạy được thì hãy chạy thay vì chỉ có đi. Khi mà tất cả những hoạt động khó càng ngày càng nâng cấp lên về nội dung hoạt động, nâng cấp lên về số lượng và cũng như chất lượng của hoạt động, thì lúc đó bạn mới biết bạn có khỏe hay không, bạn có khỏe hay không ha. Đó. Như vậy thì Meta nói như thế thì tất cả những bệnh nhân của Meta chia sẻ rằng: ôi Meta ơi, mình không thể nghĩ trong cuộc đời này mà mình có thể đi bộ được 40 phút mà lại leo núi. Trời ơi, các bạn phải không? Một người rất là ốm đau liên tục rất là nhiều năm tháng và kèm theo một triệu chứng mất ngủ liên tục 8 tháng mà người ta có thể đi bộ leo núi sau một tuần. Thì điều gì sẽ xảy ra đối với họ? Họ vô cùng ngạc nhiên trong một cái cảm giác thú vị bên trong cơ thể của họ, và đương nhiên là họ vui, họ thì họ khỏe và họ sẽ thật sự khỏe và họ tin là họ sẽ làm được nhiều hơn như thế nữa. Đó. Rồi, một người luôn nằm liệt chừng không làm gì được, cửa cãi không làm gì được, tự phục vụ cho bản thân cũng không thể nào được. Nhưng mà tự nhiên chỉ có mới có 10 ngày thôi là người ta có thể làm gì? Có thể chơi đá bóng với con được 20 phút. Đó, thậm chí rồi sau 2 tuần thì người ta có thể bê được 4-5 bao đất để lên trồng cây từ lầu 1 tới lầu 5. Bạn thấy kinh khủng không? Đó, thì tại sao người ta có thể làm được? Người ta hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà người ta không hiểu được bản thân người ta đủ để người ta cho bản thân người ta cải thiện những cái vấn đề tệ hại của hiện tại, và người ta cứ ôm giữ cái sự tệ hại đó và người ta không thấy khỏe thật sự. Đó. Rồi có rất là nhiều bệnh nhân là: trời ơi, không hề ngạc nhiên vì bản thân Meta biết điều đó, không hề ngạc nhiên, nhưng là sự ngạc nhiên của vô cùng nhiều người luôn là bệnh nhân bị cao vú, trời ơi, yếu ớt, dễ sợ, ốm dễ sợ luôn. Nhưng mà Meta bảo khỏe không? Khỏe. Meta bảo định lượng cho Meta xem thì cô ấy thử leo cầu thang ở nhà. Trời ơi, cô ấy leo, thử cho phép bản thân leo 5 vòng thôi. Các bạn biết, leo 5 vòng xong rồi, ôi sao vẫn khỏe thế này, sao là 5 vòng? 10 vòng thôi, cho phép 10 vòng, 10 vòng vẫn khỏe, 15 vòng vẫn khỏe, 20 vòng vẫn khỏe, 25 vòng vẫn khỏe. 28 vòng thì cô ấy thấy hơi tim hơi đập nhanh, cô ấy ngừng lại, nhưng ấy cô ấy vẫn chưa mệt. Các bạn thấy đó, đó, đó chính là sức khỏe. Rồi một số bạn khác bảo, để làm thế nào nữa? Mình bảo nơi bạn có cái điều kiện nào thì hãy làm thế đó. Hãy làm, ví dụ ở thành phố chỉ có lầu thì hãy leo cầu thang. Ví dụ hãy nhảy tại chỗ, những cái video Meta hướng dẫn nhảy tại chỗ, đúng không? Trong trường hợp như những nơi có khung cảnh như thế này thì hãy chạy bộ, hay ở chung cư thì hãy chạy bộ, hoặc là hãy đi bộ, hãy leo núi, nếu có thể leo núi những cái núi thấp nhỏ nhỏ, hãy bơi những cái nơi mà có hồ bơi hoặc có những cái điều kiện để bơi.
Điều kiện để bơi đó, như thế là đủ rồi. Như thế là các bạn sẽ định lượng sức khỏe, là cái thứ nhất là lựa chọn sự vận động, và hãy cho phép bản thân mình vận động đó để định lượng về sức khỏe hàm. Cái thứ hai là hãy nâng cấp lên về cái mức độ vận động đó, hãy nâng cấp lên. Ví dụ như bạn có thể đi rồi, bạn có thể đi được rồi, đừng có chỉ là đi thôi, mà hãy đi dài hơn, đi xa hơn, đi bền bỉ hơn. Đó, đi bền bỉ hơn. Như là hôm nay đi được 5 phút cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đó, nghỉ ngơi. Đó. Nhưng ngày mai mà đi được 6 phút, đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Đó, một sự tiến bộ vượt bậc. Đừng so sánh bản thân mình với người khác, mà hãy so sánh với chính mình của ngày hôm qua thôi. Là bạn sẽ thấy bạn khác biệt lắm, bạn sẽ thấy bạn khỏe. Đó, hãy so sánh như thế. Và ngày mốt mình đi được 7 phút, đó là một sự tuyệt vời. Và ngày kia mình đi được 8 phút, đó là một sự tuyệt vời. Đó, hãy đi bộ rồi thì đi. Rồi sau khi đi khỏe quá rồi thì hãy chạy bộ. Đó, chạy chậm 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 thôi. Đã chạy 5 phút mệt rồi thì nghỉ ngơi, đâu có vấn đề gì đâu. Đó, rồi hãy nhún nhảy như người ta hơi chỉ thế này. Nhún nhảy cỡ 1, 2, 3 giây thì mệt rồi thì nghỉ ngơi. Bình thường trong video Mita nhảy khá là cao, các bạn nhảy khá là thấp. Đó. Bởi vì các bạn nhảy thấp cũng ok, cũng tốt hơn là không nhảy. Nhưng khi các bạn đủ điều kiện hãy nhảy cao một xíu. Hãy cho ở dưới một cái lớp thảm cho nó chắc chắn một xíu, để cho nó êm cả chân rồi, để nhảy cho được càng cao hơn, đỡ đau bàn chân. Hoặc là mang một đôi giày cho nó tốt, hoặc có một cái thảm gọi là thảm trampoline, là nó sẽ giúp cho các bạn cái độ nhún nó làm cho bạn không bị đau bàn chân, và cũng thế như là nó đẩy ngược trở lại thì dòng máu nó đi dồn về cái da cột sống rất là tốt. Đó, nó như vậy là hãy nhảy. Đó, đi chạy nhảy rồi đúng không? Ví dụ như bình thường bơi không được thì hãy bơi. À, bơi một đoạn ngắn không được thì bơi một đoạn ngắn hơn, mà khi đeo được đoạn ngắn hơn được rồi thì kéo dài nó lên. Đó. Ví dụ như đi leo cầu thang, hôm nay leo được một tầng lầu thở hổn hển không ra hơi thì ngày mai cũng ráng làm im một tầng lầu vậy, chưa thấy mệt thì thêm một bước nữa thôi. Thì cứ như vậy các bạn tăng dần, bước thứ hai là tăng dần cái mức độ khó lên. Đó, thì các bạn mới biết được các bạn khỏe hay không. À, biết các bạn khỏe hay không ha. Bước thứ ba, điều quan trọng nhất là giới hạn bản thân. Giới hạn bản thân trong cái vấn đề huấn luyện cho các bạn có một cái sức khỏe thật sự, thì các bạn quên rằng là các bạn khá là tham, ăn cũng tham, uống cũng tham, ngủ cũng tham, lo lắng cũng tham, và vận động đến cũng tham luôn. Là các bạn nghĩ là khi Mita nó bảo là uống được bao nhiêu nước ép được thì uống 2, 3, 4, 5 lít, uống bụng căng tròn ra không thể ngủ được, đầy hơi khó thở luôn. Đấy là sai lầm các bạn. Đó, tất cả mọi thứ là hãy hiểu chúng ta là người bệnh. Đó, chúng ta là bệnh nhân, chúng ta đang điều trị bệnh cho chính mình, cho nên chúng ta phải hiểu được là giới hạn của bệnh nhân không phải là vận động viên. Đó, do đó tất cả mọi thứ hãy cho phép 80%. Đó, 80% thôi. Không phải thi đấu cho nên chỉ 80% đâu. Không phải thi ăn nhá, không phải thi uống, cũng không phải thi ngủ, cũng không phải thi vận động. Đó, hãy làm và cảm nhận bản thân 80% của ngày hôm đó. Cảm thấy mệt thì nghỉ, ngồi xuống nghỉ. Cảm thấy khỏe thì đứng lên vận động ngay. Và luôn luôn nhắc nhở tới đầu óc mình rằng đứng được không? Ngồi được không? Đi được không? Nhảy được không? Chạy bộ được không? Cứ làm được thì hãy cứ làm, không thể lười được. Đó. Có mấy bạn fan bảo rằng là tất cả mọi thứ Mita đều có thể giúp được, trừ một bệnh là bệnh lười. Thì hình như đúng luôn đó bạn. Đó. Trừ bệnh lười là Mita không làm gì được hết. Còn tất cả mọi thứ các bạn chỉ cần làm thôi. Có Mita ở đây và Mita sẽ hướng dẫn các bạn đủ để các bạn có thể khỏe mạnh thật sự. Đừng lo gì hết ha. Mình hy vọng là cái video ngắn này mong các bạn hiểu rằng thời gian, công sức, vàng bạc, tất cả mọi thứ là của các bạn, sức khỏe là của các bạn, năm tháng là của các bạn, phải được đổi lại bằng cái gì đó cụ thể rõ ràng. Cụ thể rõ ràng thì các bạn mới thành công thật sự. Chứ nói thế thôi, nói cho qua thế thôi thì các bạn sẽ không thành công thật sự đâu ha. Rồi video mày hôm nay mình kết thúc ở đây. Chào mừng các bạn. Bye bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.